cho đề ký chương 21. Chúng con xin Đức Thí Linh Ngài soi dẫn cho chúng con, ban lời sống của Ngài cho chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời thần linh của Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ chia bài học này ra làm hai phần. Hôm nay chúng ta học phần 1. Đây là luật lệ người phải truyền cho dân sự. Ở trong Xuất uh, suốt Egypt tôi ký chương 21 và 23 thì chứa đựng nhiều điều luật chủ yếu về nhiều chủ đề bao gồm là luật lao động, về đối xử đối với nô lệ đối với giết người ngộ sát ngộ sát có nghĩa là lỡ tay đánh chết ai đó và hành hung bạo lực luật về trách nhiệm đối với vật nuôi của một người và trách nhiệm đối với vật nuôi của người khác luật về trộm cắp trách nhiệm và bồi thường đó. luật về hiếp dâm về của hồi môn về giá trị trinh tiết của người con gái đồng trinh luật về sự thờ thần tượng và tà thuật luật về sự đối xử với những người thân cô thế cô trong xã hội luật về sự cho vay tiền và tài sản, luật về sự công bằng và bình đẳng ở trước pháp luật. Câu một, đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Những quy định khác nhau này rất đáng chú ý đối với công lý và sự thận trọng, sự cẩn trọng, sự cân nhắc, cũng như tính nhân đạo của chúng. Khuynh hướng lớn lao của những điều luật này là thể hiện giá trị của cuộc sống con người và sự cần thiết của việc có hòa bình và hiểu biết tốt trong mọi vùng quanh mình và các điều luật sở hữu phẩm chất đó nên là đối tượng của mọi luật lệ tốt và lành mạnh và phòng chống tội phạm. Đặc điểm sâu rộng của những luật này cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban chúng vừa là những luật tự thân vận động, luật tự nó theo cách giải nghĩa là nó tự nên luật pháp cho mình thì nó vừa là những luật pháp tự nó rồi, cũng vừa là những nguyên tắc và tiền lệ mà sẽ thiết lập cho các thẩm phán do môi xe chỉ định những luật những phán quyết này được đưa ra như những tiền lệ để hướng dẫn các thẩm phán dân sự của Israel trong các trường hợp tranh chấp dân sự. Câu 2. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra không phải thối tiền. Đối với dân Israel cổ đại cũng như trong toàn bộ thế giới cổ đại, có những người làm việc cho người khác theo nguyên tắc nô lệ. Họ là nô lệ theo một nghĩa nào đó, mặc dầu không nhất thiết theo nghĩa tàn bạo hoặc là suy thoái mà hầu hết như suy nghĩ ngày nay ấy, nghĩ về chế độ nô lệ một số người nghĩ rằng kinh thánh chịu trách nhiệm về chế độ nô lệ ngược lại với điều đó là sự thật chế độ nô lệ đã tồn tại rất lâu trước israel hoặc môi xe kinh thánh chịu trách nhiệm về việc xóa bỏ chế độ nô lệ chứ không phải việc thiết lập nó môi xe không tạo ra chế độ nô lệ dưới bất kỳ hình thức nào các luật liên quan đến nó được đưa ra nhằm mục đích kìm hãm nó, kìm chế nó để hạn chế nó trong những giới hạn rất hẹp và cuối cùng là để chấm dứt nó. Kinh Torah Ra chấp nhận chế độ nô lệ như một phần tất yếu của xã hội cổ đại giống như Phaolô đã làm, nhưng cách mới tiếp cận nhân đạo cuối cùng sẽ là hồi chuông báo tử của chế độ nô lệ. Dẫu sao, chế độ nô lệ ở Israel ở mức độ nông thôn thôn dã tại nhà và có quy mô nhỏ điều đáng chú ý là những lời đầu tiên của phần luật này trong sách xuất hành cho thấy đức chúa trời muốn dân israel tôn trọng các quyền và phẩm giá của các nô lệ những lời đầu tiên của đức chúa trời từ núi sinai đã tuyên bố rằng ngài là đức hô va đấng đã đưa họ ra khỏi ách nô lệ và trong bộ luật đáng chú ý này người đầu tiên hưởng quyền lợi được xử lý được giải phóng ấy đó chính là những người nô lệ đó chính là dân israel khi còn ở trong ai cập nô lệ Hebrew. Có bốn cách cơ bản mà một người Do Thái có thể trở thành nô lệ cho người Do Thái khác. Khi ở trong hoàn cảnh nghèo đói cùng cực, họ có thể bán tự do của mình. Lê Vi Ký chương 25 câu 39 Nếu anh em ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, trở nên bắt người làm việc như tôi mọi. Thứ hai, một người cha có thể bán con gái làm đầy tớ cho một gia đình với ý định cuối cùng cô ấy sẽ được gả vào gia đình đó. Ở trong chương này và câu 7 đấy. Trong trường hợp phá sản, một người có thể trở thành đầy tớ cho chủ nợ của mình. Các vua 2 chương 4 câu 1. Đó là vợ quá của học trò tiên tri Elise bị chủ nợ bắt hai con trai làm nô lệ vì vỡ nợ. Thứ tư ấy, là nếu kẻ trộm không có gì để đền bù xứng đáng thì sẽ bị bán làm nô lệ. Trong suốt Ây Diệp tôi Ký chương 22 câu 3 đến câu 4. Những ý tưởng về việc ăn cắp người và nô lệ suốt đời. Những khái niệm mà nhiều người có về chế độ nô lệ đơn giản là không áp dụng cho việc thực hành chế độ nô lệ ở trong cựu ước. Thông thường thì chế độ nô lệ là được lựa chọn hoặc sắp xếp đôi bên. Đây là theo cách nhìn của Kinh Thánh. Ở trong cựu ước, ấy, mối quan hệ nô lệ này nó có thời hạn và nó có những cái quy định cao. Nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Trong tất cả bốn trường hợp nêu trên thì người nô lệ không bao giờ bị bắt buộc phải sống đời nô lệ người Do Thái đã làm việc trong 6 năm và sau đó được trả tự do vào năm thứ bảy. Người nô lệ đúng hơn là một hợp đồng lao động, hợp tác lao động có ràng buộc trong 6 năm. Sự phục vụ này có thể kéo dài tối đa chỉ đến 6 năm và nó cũng gần giống như một số trường hợp học nghề hay là học việc về sau này. Campbell Morgan sau khi xem xét các luật liên quan đến chế độ nô lệ đã viết việc xem xét cẩn thận chúng sẽ cho thấy rằng những điều này ấy đã bãi bỏ chế độ nô lệ và thay thế nó bằng hợp đồng lao động ngày nay. Do đó tình trạng nô lệ trong người Hebrew sẽ khác biệt rõ rệt với chế độ nô lệ thường tồn tại giữa những dân tộc và văn hóa khác. Đó là sự khởi đầu của một phong trào đạo đức lớn từ chính trong Kinh Thánh. Này. Câu 3 đến câu 4 Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình. Nếu nó có vợ thì sẽ ra với vợ, tức là nô lệ đấy. Nếu người chủ cưới vợ cho và nếu vợ sanh được con trai hay con gái thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Vào cuối 6 năm, người đầy tớ đi ra ngoài với những gì mà đi cùng, đến cùng với người đó. Nếu chủ đã cung cấp vợ kèm theo con ấy, để sau đó thì người vợ và các con phải ở với chủ cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ của mình hoặc có thể chuộc lại được. Chữ một mình nguyên nghĩa ở đây là lưng, lưng trần, không còn gì nữa cụm từ sinh động và độc đáo nhưng mà ý nghĩa rõ ràng. Điều khoản này có vẻ khó với chúng ta nhưng người vợ có lẽ là nô lệ vĩnh viễn và do đó là tài sản riêng của chủ nhân. Nghĩa là lúc mà lấy vợ thì người vợ là nếu một trường hợp là tài sản riêng ấy, thì phải có cái điều kiện khác. Câu 5. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi không muốn ra được tự do thì nếu sau 6 năm làm nô lệ một người đầy tớ muốn cam kết cả đời với chủ vì lòng tốt của chủ và những phước lành của chủ dành cho đầy tớ thì người đó có thể thông qua nghi lễ này cam kết trọn đời với chủ của mình. Sự cam kết này không được thúc đẩy bởi nợ nần hay nghĩa vụ, chỉ bởi tình yêu đối với chủ và những điều tốt đẹp mà chủ đã cung cấp cho đệ tớ. Tức là người đệ tớ nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi. Câu 6. Thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi sỏ tai. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời điều này mô tả buổi lễ công khai và được công nhận để công nhận một nô lệ sẵn lòng với chủ một người đã hoàn thành nghĩa vụ của mình nhưng vẫn muốn phục vụ chủ nhân vì tình yêu thương những người quan tòa hay là chứng kiến đã thay đổi tình trạng của nô lệ từ tạm thời sang vĩnh viễn bằng một nghi lễ ở ngay ngưỡng cửa nhà của chủ của người nô lệ đó người chủ sẽ xỏ lỗ tai bằng dùi và trong buổi lễ tai của đầy tớ được xỏ nghĩa là mở ra bằng dùi. Điều này đã thực hiện trước sự chứng kiến của các nhân chứng và sau đó người đó sẽ phục vụ chủ vĩnh viễn. Đó là một điều đáng chú ý khi nghi lễ này được thực hiện. Một người đề tớ nói, tôi biết tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với chủ và tôi đã phục vụ những gì tôi đã nợ. Tuy nhiên, tôi yêu chủ của mình và rất biết ơn những gì ông ấy đã ban cho đến nỗi tôi sẵn sàng tự ràng buộc mình suốt đời không phải vì nợ nần, xấu hổ hay thất bại, mà vì tình yêu. Ở trong thi thiên chương 40 câu 6 thì có ghi rằng Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chay, Chúa đã xỏ tai tôi, Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Ở đây chính là hình ảnh Chúa Giêsu là một nô lệ hoàn hảo cho Đức Chúa Trời Cha, trong Philip 2 câu 7, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình của tôi tớ và trở nên giống như loài người. Cây dùi đó tượng trưng cho chiếc đinh đóng chặt, đấng Chris vào thập tự giá và chúng ta phải trông đợi nó trong mọi hành động dâng mình thật sự. Nghĩa là chúng ta nói dâng cuộc đời mình lên cho Chúa, nó phải có một cái chứng nào đó nó đóng. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta quyền được gọi là bạn bè thay vì tôi tớ răng 15 câu 15. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Tuy nhiên, các tác giả của Tân ước đã tìm thấy rất nhiều vinh quang khi đơn giản được coi là những nô lệ của Chúa Giêsu. Ví dụ như trong Roma chương 1 câu 1, Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm sứ đồ. Gia cơ chương 1 câu 1, Gia cơ tôi tớ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ. Hai Phi-rơ câu Simon phi làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Giuđa 11. Giuđa tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Người ngoại có phong tục đóng dấu sắt nung nô lệ bằng tên hoặc là dấu hiệu của chủ nhân. phao tự gọi mình chỉ là một nô lệ như vậy ở trong Galati chương 6 câu 17. Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Đó là cái dấu sắc nung đỏ mà ấn vào người nô lệ đấy. Thì Phaolô nói rằng ở trong mình tôi có đốt dấu vết. Phaolô đã làm nô lệ suốt đời cho Chúa Giêsu. Những đốt dấu vết này có thể là sự ném đá, những vết roi chịu vì danh Chúa đấy và chịu sự bắt bớ vì danh Chúa. Đó là một sự ràng buộc vì tình yêu. Đây là hình ảnh của tội nhân về sự phục vụ vì tội lỗi. Có một nơi mà tội nhân vì yêu tội lỗi của mình đã đóng ấn trái tim mình cho tội lỗi làm chủ nhân của mình. Khi con người đã quỳ dưới tội lỗi để tội lỗi làm chủ nhân thì là như vậy. Nó là một hình ảnh đó. Thì ngược lại cái người nô lệ ở đây nó là một sự tương phản. Đây là hình ảnh về sự phục vụ của chúng ta đối với Chúa Giêsu Chúng ta có quyền tự do nếu chúng ta muốn, chúng ta phải sẵn sàng chịu hậu quả của sự hầu việc mình đã chọn. Chúng ta phải được thúc đẩy bởi tình yêu đối với chủ, chúa của chúng ta. Câu 7 đến câu 8 Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, người con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại chứ không được phép gạt, rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại ba vấn đề được mô tả ở đây dường như mô tả việc bán một phụ nữ trẻ làm nô lệ cho một gia đình với ý định kết hôn vì chép rằng nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu đề cập đến một cô gái bị bán bởi cha của cô ấy không phải để làm nô lệ mà để kết hôn có lẽ nguồn gốc của phong tục là giống nhau trong cả hai trường hợp để tránh phải trả giá làm dâu cái giá cao hơn ở độ tuổi về sau này và để nuôi dạy người con dâu tương lai trong gia đình có nghĩa là lúc nhỏ thì cái giá nó thấp hơn và để cũng nuôi dạy người con dâu tương lai cho gia đình về sau này và đảm bảo rằng cô ấy xứng hợp nhập gia tùy tục với gia đình này thái độ như vậy đối với nô lệ là đã bãi bỏ chế độ nô lệ ngoại trừ ấy nó còn mang danh gọi là mang cái tem là nô lệ thôi trong các xã hội cổ đại kể cả đôi khi giữa người do thái một đứa trẻ có thể bị bán làm nô lệ vì mắc nợ hoặc đặc biệt là trong trường hợp của một người nữ nô lệ, trong một thỏa thuận của hồi môn để giải quyết một món nợ. Những sắp xếp như vậy là những gì chúng ta liên tưởng đến giao kèo làm nô lệ hơn là chế độ nô lệ, nó là giao kèo hay là hợp đồng. Tuy nhiên, đây không phải là những trường hợp liên quan đến luật cụ thể này, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại. Nếu chủ của cô ấy không muốn cưới hoặc quyết định không giao cô ấy cho con trai của chủ mình, chủ nhân vẫn có nghĩa vụ tôn trọng quyền của cô ấy theo luật pháp của đức chúa trời người chủ phải đối xử tốt với cô và cho cô có cơ hội để thoát khỏi nghĩa vụ nô lệ nếu các điều khoản của hôn nhân không được thực hiện điều đó bị coi là vi phạm hợp đồng và người mua phải cho phép cô được chuộc lại không có quyền bán cô ấy cho kẻ ngoại bang ngay cả khi người đó đã kết hôn với cô ta và người đó cũng không thể bán cô ấy cho một chủ nhân khác. Đó sẽ là vi phạm nghĩa vụ hay là cái giao ước hôn nhân đối với cô. Câu 9 đến câu 11. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác thì đối với người thứ nhất chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm theo ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại. Nếu cô gái được nhận vào nhàm với mong muốn của hôn nhân tương lai không xuông sẻ, cô sẽ không bị đối xử tệ bạc, cô không bị tước đoạt những tiện nghi trong nhà, thay vào đó cô phải được đối xử theo phong tục của con gái, được đối xử như con gái mình vậy, chứ không phải là nô lệ. Từ đồ ăn có lẽ nên được hiểu là thịt, nó có nghĩa là nói như các nhà bình luận là sự chia sẻ công bằng những thứ xa xỉ phẩm của người vợ, chứ không chỉ là trợ cấp sinh hoạt mà bất kỳ nô lệ nào cũng nhận được sau đó nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền, thối tiền lại. Nếu hộ gia đình nào mà không thực hiện nghĩa vụ của họ đối với người con gái được nhận vào nhà với mong muốn kết hôn trong tương lai, ấy, thì cô ta sẽ được trả tự do. Đây là những biện pháp bảo vệ đáng chú ý đối với những người có thể bị thiệt thòi. Cô gái trong hoàn cảnh này ra khỏi quê hương, thoát ly khỏi cha mẹ đẻ, không có người bảo vệ tự nhiên trong xã hội đó. Đức Chúa Trời hướng dẫn các người thẩm phán của Israel ấy làm người bảo vệ nàng. Do đó quyền của cha mẹ được bán con gái của mình đã được bảo vệ cẩn thận để chống lại sự lạm dụng. Câu 12 đến 14. Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử, nhược bằng kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta, ngươi cũng bắt mà giết đi. Nguyên tắc về hình phạt tử hình có từ Sáng Thế Ký chương 9 câu 6 nói rằng hãy kẻ nào làm đổ máu người thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Quyền cho nhà nước, cho chính quyền sử dụng gươm hành quyết cũng được nêu ở trong Tân ước Roma chương 13 câu 3 câu 4. Câu 14, còn nhược bằng kẻ nào giấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người. Đức Chúa Trời bảo các quan tòa của Israel ấy, tìm kiếm bằng chứng về sự cố ý, về sự báo thù và sự phản bội. Đức Chúa Trời không đặt những tai nạn hoặc tội ác của những đam mê hoặc sự bỏ bê trên cùng một bình diện với tội ác, cố ý và phản bội. Thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta, ngươi cũng bắt mà giết đi các ngươi sẽ đem hắn ra khỏi bàn thờ để mà giết ấy nguyên tắc trừng phạt những kẻ giết người là quan trọng đối với đức chúa trời đến nỗi ngài đã từ chối những kẻ giết người ẩn náu trong bàn thờ của ngài theo tục lệ quy định ấy thì gần như phổ biến trong thế giới cổ đại bàn thờ tôn giáo là nơi tôn nghiêm chống lại xét xử công lý ấy và báo thù một người bị buộc tội có thể tìm thấy sự an toàn nếu người đó chạy đến một bàn thờ trước khi người đó bị bắt Người cầu xin sẽ nắm được sừng ở trên bàn thờ, một các vua chương 2 câu 28, ấy, Do ác chạy trốn đến đền tạm của Đức Giê-hô-va và nắm sừng của bàn thờ. Điều này tương đương với việc dâng mình cho Đức Giê-hô-va, giống như bất kỳ vật hiến tế nào buộc con sinh bằng dây vào sừng bàn thờ. Thi thiên 111 18 câu 27. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã nói với các thẩm phán của Israel rằng, khi kết án những kẻ phạm tội giết người tồi tệ nhất, cái mà chúng ta có thể gọi là tội giết người cấp độ 1 thì đừng thương xót Đức Chúa Trời phán các ngươi sẽ đem nó khỏi bàn thờ ta để nó chết. Kẻ sát nhân không tìm thấy sự bảo vệ thì trong bởi cái niềm tin ấu trĩ bị hiểu sai và áp dụng lầm. Đức Chúa Trời cũng phán rằng những kẻ giết người không bị trừng phạt đã làm ô uế đất đai. Câu 31 này, các ngươi chớ lãnh tiền chuộc tội mạng của một người sát nhân đã có tội đáng chết vì nó hẳn phải bị xử tử. Dân số ký trong chương 35, câu 31 và bây giờ câu 33, 34 các ngươi chớ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở vì huyết làm ô uế xứ nhược bằng có kẻ làm đổ huyết ra trong xứ nếu không làm đổ huyết nó lại thì không thể chuộc tội cho xứ được vậy các ngươi chớ làm ô uế xứ là nơi các ngươi sẽ ở vì tránh giữa đó là nơi ta sẽ ngự vì ta là Đức Giê-hô-va ngự giữa dân Israel nguyên tắc rằng những vụ giết người không bị trừng phạt làm ô uế một vùng đất là một suy nghĩ tỉnh táo và khiêm tốn khiến chúng ta suy nghĩ có bao nhiêu người đã bị sát hại tại những miền đất mà chúng ta chứng kiến có thể là quê hương chúng ta chăng? Và rất ít người bị đưa ra công lý cho những vụ giết người đó. Thì cái nơi đó chúng ta là cơ đốc nhân phải cầu nguyện nhiều. Xin Chúa thương xót cứu những người hư mất khỏi sự tối tăm, khỏi những sự tối tăm này. Và nếu chúng ta muốn cầu nguyện cho cái làng quê, cho cái nơi nào đó để tin lành đến, đứng vào chỗ sức mẻ là cái chỗ này. Và để được giải phóng, bởi vì cái, những cái điều này nó kèm theo những những lời nguyền, những xiềng xích tối tăm vì chúng ta cầu nguyện cầu xin và chờ sự hướng dẫn của chúa thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân sau đó ở trong dân số ký chương 35 và du xuê hai mươi đức chúa Đài truyền lệnh và dân israel thành lập các thành phố để lánh nạn hay là tị nạn một nơi mà người ngộ sát có thể chạy trốn và đây là cái ý tưởng nguyên thủy của chúng ta thấy việc những làn sóng tị nạn ngày nay đây nhé đây là những thành phố được lựa chọn được chuẩn bị sẵn sàng nơi một người có thể chạy trốn trong trường hợp ngộ sát được bảo vệ cho đến khi vụ án của mình được xét xử chính đáng ngay từ những lần đầu tiên người bà con gần nhất với người nạn nhân đó có quyền trả thù kẻ đã giết người trong mối quan hệ đối với người thân của mình và vì quyền này đã được thừa nhận rộng rãi nên không có luật nào được đưa ra về chủ đề này nhưng vì điều này có thể bị lạm dụng và một người đã vô tình giết người khác không hề có ác ý với người đó ở trước đó bao giờ lại có thể bị giết chết bởi báo thù qua người họ hàng gần nhất ấy do đó đức chúa trời cung cấp các thành phố chuyên để ẩn náu mà người ngộ sát đó có thể chạy trốn đến đó cho đến khi vụ việc được thẩm vấn và giải quyết công minh bởi những thẩm phán của dân sự sự phân biệt cẩn thận giữa mức độ tội lỗi và hình phạt trong tội giết người và việc bảo vệ kẻ phạm tội ngộ sát thay vì tội giết người cố ý cho thấy sự tinh tế và quan tâm đến công lý trong các nguyên tắc được đưa ra cho những thẩm phán của Israel. Cảm tạ ơn Ngài. Nhiều chỗ nói tôi tớ ta, đó là nói về Chúa Giêsu là tôi tớ của Đấng Toàn Năng. Ngài vừa là Đức Chúa Con, nhưng cũng vừa là tôi tớ ở à, trong khi mà ngài lấy hình hài của con người đứng vào trong sự phục vụ và Chúa Giêsu ngài đã rửa chân cho các môn đệ. Ngài hầu Đức Chúa Trời nhưng mà cũng hầu việc ngài phục vụ và để cho chúng con cũng có thể làm được điều đó. Đây là một ý thức được xỏ tai và đây là con đường con đường hẹp, chính Chúa ngài soi sáng và vỡ ra cho chúng con để cho chúng con không phải đợi người khác phục vụ mình mà chúng con phục vụ lẫn nhau. Chúng con hầu việc Chúa được và chúng con có thể nói đó là nhờ Đức Thánh Linh, nhờ ơn của Chúa mà chúng con được có thể nói đó là chúng con là tôi tớ của Ngài. Xin cho cái điều này nó được rõ và xin Chúa chỉ dạy để chúng con đi được con đường hẹp và chúng con tin rằng nơi con đường hẹp đó thì ở nơi đó là bản đồ để ra khỏi Babylon cho những dân sót của Ngài. Vì lời kinh thánh có nói rằng những dân sót của Ngài họ còn sót lại là chỉ bởi vì họ giữ chứng cớ của Chúa Giêsu và họ giữ điều răn của Đức Chúa Trời làm tôi tớ của Ngài vì yêu Ngài, vì tình yêu đối với Ngài.